Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Rachel Lee Marvel. Mình là Rachel đây. Ngày hôm nay mình sẽ nói về cảm hứng của bức tranh. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc kết hợp trạm xe buýt và ly trà sữa của các bạn chưa? Đã rất lâu rồi mình không đi xe buýt. Hiện tại không biết mình quan sát có đúng không, nhưng mà ở trên con đường mình đang đi thì các trạm xe buýt đang được thay thế bởi những thiết kế mới mẻ hơn. Và giữa thời tiết nóng bức này, mình chợt nghĩ đến một ly trà sữa mát lạnh. Và hôm nay mình quyết định kết hợp cả hai lại với nhau. Các bạn cùng đón chờ xem mình kết hợp như thế nào trong bức tranh ngày hôm nay của mình nha. Đầu tiên mình sẽ dùng Freedom Gradient cho phần nền. Cái này mình sẽ pick theo cái bảng màu của mình, là các ô vuông mà mình đã vẽ sẵn và lựa chọn màu ở trước đó. Đâu phải chọn một lần là được đâu, phải thử đi thử lại rất là nhiều. Như các bạn thấy, mình đã thêm màu của mình vào bảng swatches. Ở trong bảng swatches này thì mình sẽ để những cái ô màu chính mà mình đã vẽ ra. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái nền ở dưới đây để phối chung cùng với cái background của mình. Mình sẽ kéo nó sang. Và mình cần phải chỉnh lại đường path một tí nha. Cảm ơn bạn đã gửi hoa hồng cho mình. Mình sẽ để màu trắng này và sử dụng Mesh Radiant nha. Mình sẽ pick màu ở trong bảng Swatches cho cái phần Gradient. Mấy bạn cứ nghĩ mấy cái nốt màu này là một lần chốt là xong, nhưng mà thực tế là phải đổi màu khá nhiều lần mới được màu ưng ý. Đừng quên gửi lượt thích cho video live ngày hôm nay nếu các bạn yêu thích bức tranh của mình nha. Đó, như bây giờ thì mình sẽ đổi màu cho những cái nốt này để cho nó blend dần vào với cái phần background của mình. Đừng quên gửi lượt thích để video của mình được lan tỏa hơn đến với những các bạn nào đang quan tâm về ngành thiết kế đồ họa nha mọi người. Những cái nốt này thì các bạn có thể sử dụng bảng màu và điều chỉnh sắc độ của nó. Mình sẽ dùng vòng tròn này để vẽ bọt nước nha mọi người. Mình sẽ sử dụng Gradual Gradient là một dạng gradient tỏa tròn như thế này. Và đó, các bạn nhấp vào Gradient Tool thì nó sẽ cho các bạn điều chỉnh cái thanh màu tới vị trí mà các bạn mong muốn. Và mình sẽ copy ra nhiều cái. Bây giờ mình sẽ vẽ ra các shape để tô màu. Và mình sẽ vẽ hết một lượt rồi mình mới tô màu sau nha. Để cho dễ thì mình sẽ để phần viền là màu tím đi, để phân biệt với cái phần viền màu đen trắng mà mình đã sketch trước đó. Cái phần vẽ shape này thì cần tư duy tốt để các bạn có thể phân tách hình và để vẽ được tốt các path và cũng như là tạo các mảng phù hợp để mọi người tô màu sau này. Cảm ơn các bạn đã thả tim cho video của mình. Đừng quên thả tim nếu các bạn yêu thích bức tranh ngày hôm nay và muốn chờ xem bức tranh này được tô màu như thế nào nha. Mình sẽ căn chỉnh lại các đường path một tí. Như các bạn thấy, mình đều bắt đầu với những hình kỹ hà như là hình tròn nè, và những cái mảng hình vuông hoặc là những cái đường thẳng đơn giản thôi, nhưng mà mình có thể tạo ra được những cái mảng lớn. Mình sử dụng Shape Builder Tool để có thể kết nối và tạo ra những cái mảng mới. Mình sẽ sử dụng offset path để tạo ra được những đường path tỷ lệ với nhau. Nếu các bạn nhấp vào thông số âm thì cái đường mới các bạn tạo sẽ nằm ở bên trong.
mình vẽ một phần nửa bát thôi. Và ở đây chúng ta sẽ copy những cái điểm để có thể dán đè lên, và từ những cái điểm đó thì mình sẽ vẽ ra được những cái đường mới. Cảm ơn mọi người đã gửi lượt thích cho mình, 1.700 lượt thích rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người cần phải check những cái điểm thường xuyên để các lệnh mà mọi người sử dụng sau này nó không bị lỗi nha. Đúng rồi, mình có kênh YouTube Rachel Liz Marvel. Và mình sẽ vẽ cái hàng ghế này ở bên trong. Mình sẽ tua nhanh cái phần vẽ shape này nha, tại vì nó chỉ là sử dụng pen tool và vẽ những cái mảng theo cái bản sketch mà chúng ta đã phát thảo lúc đầu thôi. Hello bạn. Cảm ơn mọi người đã thả tim cho video của mình nha. Được 3.000 người thích rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vẽ thêm một cái phần mái vờm ngoài này. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với những cái khung hình tròn trước, và sau đó mới dựng nên cái mái vờm như thế này. Thì như vậy thì cái hình của chúng ta nó sẽ đều hơn và có tỷ lệ tốt hơn. Như mọi người thấy, để vẽ cái xe buýt này thì mình cũng chỉ bắt đầu với hình chữ nhật thôi, và sau đó mới bo góc và từ từ thêm những cái đường shape vào bên trong. Sau khi đã xong các đường path thì chúng ta sẽ kéo nó sang để tô màu nha. Chúng ta sẽ copy một cái bản khác, vẫn giữ y cái đường path gốc, để có gì sau này mình sẽ chỉnh sửa được nhanh hơn từ những cái đường path gốc mà không cần phải vẽ lại từ đầu. Để tô màu thì mình sẽ chia ra từng phần để tô. Mình sẽ sử dụng các nốt màu để tô phần đáy ly trong Freedom Gradient. Nói chung thì khúc này cũng rất là loay hoay, tại vì mình sẽ cần phải lựa chọn đi lựa chọn lại nhiều lần. Trong đây thì cái phần vẽ bát là cái phần mình phát lại cho mọi người xem, nên mình sẽ để nhanh. Những cái bạn nào mà vẽ vector giống như mình thì các bạn sử dụng chuột sẽ tiện hơn nha mọi người. Mọi người có thể sketch bằng Wacom, nhưng mà nếu mà vẽ vector thì vẽ bằng chuột thì nó cũng sẽ tiện hơn. Sẽ apply một tí chế độ cho hình ellipse màu tím này nha.
với cái hình màu tím ở hình ellipse ở phía trên thì mình cũng sẽ làm tương tự hình phía dưới. Bây giờ mình sẽ tô màu mảng tổng này ở bên ngoài. Mình sẽ sử dụng Clear Gradient để tô cho cái mảng này. Cũng không nên lạm dụng quá nhiều freedom thì nó sẽ khiến cho bức tranh của chúng ta bị rối. Đổi sang chế độ sáng hơn để có thể nhìn thấy các thành phần ở bên trong. Cảm ơn mọi người đã gửi lượt yêu thích cho video live của mình. Mình sẽ thêm cái phần save và và highlight vào trong cái mảng này nha. Mình sẽ cần điều chỉnh Clear Gradient của mình, một đầu là trong suốt và một đầu là màu đen tối. Giờ thì mình sẽ hút màu của cái phần đáy cho cái phần mặt trong của ly. Thêm một cái hình ellipse vào trong này. Mình sẽ thêm các gradient ở trong các hình tròn để mình tạo cái phần tỏa sáng tròn cho cái mảng phần ly ở bên ngoài. Các bạn có thể sử dụng những cái màu gần kề tương đồng với màu xanh. Với phần mặt ngoài thì mình sẽ thêm một tí inner cloud cho nó có cái độ tỏa sáng ở phía bên trong. Các bạn hãy lựa chọn chế độ overlay và lựa chọn độ blur phù hợp với độ phân giải của artwork của bạn nha. Thì chúng ta sẽ cần phải thêm những cái light sáng. Mình sẽ sử dụng Clear Gradient để tô cho các mảng hình chữ nhật. Mình sẽ đổi lại màu một tí cho phù hợp. Mong mọi người đã gửi lượt thích cho mình 5.600 lượt thích rồi, rất là nhiều luôn. Mình sẽ dùng light để tô gradient và thêm blur. Mình sẽ apply Gaussian Blur phù hợp với độ phân giải trong bức tranh của mọi người nha. Bây giờ mình sẽ tạo khối bằng cách tô màu cái phần mảng viền ở bên trong. Nhờ phần bên ngoài mình đã sử dụng chế độ sáng cho nên là cái phần bên trong của mình nó cũng có cái màu sáng hơn, tại vì nó nằm ở dưới cái phần mặt ngoài. Mình sẽ hover vào thanh gradient để kéo màu lên nha. Cảm ơn mọi người đã gửi lượt thích cho video của mình. Nếu thấy hay đừng quên follow và subscribe kênh Rachel Liz Marvel để theo dõi những cái bức tranh của mình nha. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái mảng bên trong để tạo phần tối hơn. Sử dụng màu tím tối hơn để tô màu cho cái mảng này.
Giờ thì mình sẽ chuyển sang tô màu cái phần ghế. Mình sẽ sử dụng Glycinia Gradient là gradient thuộc dạng đường thẳng. Mình sẽ sử dụng cái dãy màu ấm để tạo điểm nhấn. Nhưng mà như mọi người thấy, tổng thể cái phần ly này mình đang sử dụng một màu lạnh. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu với một nốt màu lạnh để có thể chuyển tiếp mượt mà từ màu lạnh sang màu ấm. Mình check kỹ opacity của mỗi nốt xem nó đã đạt được 100% chưa. Và mình sẽ sử dụng thanh HSB. Mình có thể sử dụng thêm Recolor Aqua để điều chỉnh cái tô hợp màu sắc của mình cho nó phù hợp hơn. Vẫn quyết định sử dụng tổ hợp màu lúc đầu mà mình đã chọn sau khi tham khảo Recolor Aqua. Chỉ là điều chỉnh lại cái nốt màu vàng một tí thôi để nó chuyển sang màu cam nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã gửi cho mình tí 5.700 lượt thích nha. Cái phần viền dưới ghế này thì mình sẽ sử dụng màu xanh để cho nó đồng bộ với cái phần ly của mình. Mọi người thấy tính năng Recolor Aqua là một tính năng rất là hữu ích trong việc khám phá ra những cái tổ hợp màu khác nhau mà mọi người có thể sử dụng cho bức tranh của mình. Sẽ xoay lại cái hướng của gradient này cho nó phù hợp hơn với chiều của cái thành ghế. Mình sẽ làm tiếp phần vai mái vòm nha. Cần thêm các line sáng thì các bạn hãy sử dụng Draw Inside và vẽ những cái đường line bình thường ở bên trong. Thì cái đường lai sáng này khi chúng ta tô màu hoặc là sử dụng hiệu ứng blur chẳng hạn thì nó sẽ nằm gọn trong cái phần shape mà không bị lem ra ngoài. Tương tự, mình sẽ hút màu cho cái phần vòm số 2. Sử dụng một cái màu tối hơn cho cái phần viền này. Và mình lại thử những cái tông màu khác. Ok, mình quyết định là sẽ dùng tông màu này cho các hình khác của phần mái vòm luôn. Nhưng mà mình sẽ điều chỉnh thuộc tính bằng cách giảm độ bão hòa xuống để màu trở nên nhợt nhạt hơn. Thì hai miếng kế nhau thì phải có đậm có nhạt. Các bạn thêm shade và tint vào thì mình sẽ được cái hình như thế này. Nó sẽ có một cái mái vòm trong nó nổi lên và có độ phồng ở trong đó. Để tô phần nước bên trong thì các bạn sẽ chuyển từ tông màu lạnh sang màu ấm nha. Và như vậy thì chúng ta cần phải có một đầu để opacity là 0%. Và đầu trên cùng này thì mình sẽ điều chỉnh sang một tông ấm hơn. Nói thì dễ nhưng mà kéo màu thì nó hơi mệt một tí, mình cần phải chuyển
và thử nghiệm, có khi là thay đổi opacity so với lúc đầu nữa. Có thể cần phải thay đổi và điều chỉnh khá là nhiều nốt màu. Tạm thời đi với màu này. Cái phần mặt nước trên mình sẽ sử dụng chế độ overlay, nhưng mà mình sẽ đổi sang màu xanh sáng để cho nó nổi hơn. Và hình tròn này thì mình sẽ thêm Gaussian Blur cho cái phần mặt nước và cái phần đáy nước ở dưới. Để vẽ cục đá thì mình sẽ sử dụng Classic 3D Extrude and Bevel. Có giữ lại bản gốc để điều chỉnh sau này. Mọi người vào Expand Appearance thì nó sẽ rã ra cái vector cho mọi người điều chỉnh. Mình sẽ sử dụng màu hồng với một đầu là trong suốt để tô màu cho cái phần cục đá, và sử dụng chế độ Screen để làm màu này sáng hơn. Thực ra mọi người có thể bo góc trước khi mà mọi người expand cái vector, nhưng mà tại vì mình lỡ expand rồi cho nên là mình sẽ sử dụng mặt nạ để bo góc tạm cho mấy cái đầu thôi. Đấy, như mọi người thấy, nếu mà mình bo góc bằng mặt nạ thì sẽ có những cái đầu mà nó bo góc, nhưng mà ở phía trong thì có góc đỉnh thì nó lại không bo được. Mình sẽ thêm các line sáng cho nó nổi bật hơn. Có lưu lại nha mọi người, hôm nay vào chưa xem kịp thì có thể lên kênh của chị để xem sau nha. Cái này là mình sử dụng mặt nạ nha mọi người, thì như mọi người thấy mình vẽ bên trong như thế này thì nó sẽ không có bị lem ra ngoài, trừ một số những cái đường line mà mình cố tình để cho nó lem ra ở phần viền thôi. Còn lại khi mình sử dụng mặt nạ rồi á, đó, mình sẽ thêm những cái tia sáng vào trong cái khối này. Mọi người có thể copy nó vào mặt nạ hoặc là không, không cần. Như mình thì mình sẽ lựa chọn là để ở ngoài luôn. Thêm một tí blur vào nha. Và copy ra những cái hình khác nhau để cho cái phần sáng của mình được trở nên đa dạng hơn. Tương tự mình sẽ vẽ được những cái cục đá khác với những cái cách đổ màu khác. Với cái phần nắp thì mình sẽ sử dụng Freedom để kéo các nốt màu. Có những nốt thì các bạn sẽ cần phải giảm opacity về 0%. Sẽ sử dụng Pathfinder để loại cái phần giao nhau giữa hình ellipse và nắp. Điều chỉnh lại vị trí của cái ống hút nha. À nãy mình quên giữ lại màu rồi, bây giờ mình cần phải undo và vẽ ra một cái hình để hút màu trước. Đó, mình sẽ hút màu của cái phần nắp. Sau đó mình dùng Pathfinder thì mình hút ngược lại cái màu của đó. Cái màu đó thì mình sẽ không cần phải điều chỉnh nữa. Bây giờ mình sẽ tô màu các nhân vật nha. Đầu tiên là mặt trăng với
Cradle Gradient. Những cái hình mà có dạng tỏa tròn thì rất là phù hợp khi mà sử dụng gradient loại này. Mọi người thấy mình sẽ rất là hay sử dụng những cái phần radial gradient cho những cái hình mà có đường cong. Với những cái màu như thế này thì mọi người nên sử dụng hệ RGB để nó hiển thị ra được nhiều màu và chế độ hòa trộn được chính xác hơn nha. Nếu mà mọi người sử dụng hệ CMYK thì chế độ hòa trộn và màu sắc nó sẽ bị hạn chế đó. Tại vì phổ màu CMYK thì nó hẹp hơn nhiều. Mình sẽ vẽ những cái hình ellipse bên trong mặt trăng để tạo ra những cái lỗ ở bên trong. Sử dụng chế độ multiply để khiến màu sắc sẫm hơn. Cảm ơn mọi người đã gửi 5.800 lượt thích tới mình nha. Khi hình này xong thì mình cũng sẽ kết buổi live này luôn. Đó là mong mọi người ủng hộ mình để mình có thể lên được 6.000 lượt thích nha. Mình sẽ sử dụng không phải Glowing Edge này mà là Outer Cloud, thì nó sẽ tạo ra một cái phần ánh sáng tỏa ra ở phía bên ngoài như thế này, rất là phù hợp với phần mặt trăng mà mình tạo ra. Mình cũng sẽ sử dụng Radial Gradient cho cái phần trân châu này. Mọi người sẽ cần phải di chuyển vị trí của nó, đổi hết opacity thành 100%. Và như mọi người thấy thì mình sẽ xác định hướng ánh sáng, và dĩ nhiên là sẽ có cái phần mặt sáng, phần mặt tối ở trung gian và phần phản quang nữa. Với phần phản quang thì mình sẽ cần phải điều chỉnh lại màu một tí, tại vì nó sẽ phản lại cái ánh sáng của cái phần mặt ghế mà. Phải chỉnh lại để cho cái nốt màu đó nó gần với cái màu mặt ghế của mình hơn. Mình sẽ thêm nốt sáng và apply Gaussian Blur cho nó. Với cục thạch này thì mình cũng sẽ thêm cái chi tiết sáng tối cho cái phần mặt bên hông của phần thạch ấy. Mình sẽ sử dụng Glow Inside để thêm những cái phần sáng tối này vào. Năm ngày 9 lượt thích rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong là mọi người sẽ gửi thêm tim cho mình để mình có thể được 6.000 tim trong buổi live ngày hôm nay nha. Dĩ nhiên mọi người nên thêm một tí Gaussian Blur để cái phần này nó được chuyển tiếp mượt mà hơn. Điều này thì tạo độ sáng nhẹ thôi, nếu không là nó sẽ gay gắt á, tại vì nó sẽ nằm ở phía trong mà. Mình sẽ vẽ thêm mắt. Mắt thì mình chỉ vẽ đơn giản thôi. Đối với những cái tác phẩm mà nhiều màu như thế này thì những cái đường khối nên cần đơn giản đi một tí.
phần bánh lăng nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ tô túi trà. Và đây cũng là bảng thông tin cho trạm dừng xe buýt trà sữa ngày hôm nay. Mình sẽ sử dụng tông màu tím xanh để tô cho nó. Cần phải xem xét lại thứ tự của các đường path mà mình đã vẽ xem nó đã phù hợp để tô màu chưa nha. Nếu mà chưa thì mọi người cứ mạnh dạn thay đổi vị trí của nó. Sẽ đổi lại thành chế độ soft fly cho nó nhẹ hơn. Sáu nghìn sáu lượt thích rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy là vượt KPI mà mình mong đợi rồi. Sẽ đổi đồng cáp thành cáp bao góc. Còn với cái chi tiết ở trong cái bảng này thì mình sẽ sử dụng màu xanh sáng, bao gồm một phần crayon và một phần sử dụng màu đơn sắc. Sẽ copy xuống. Cảm ơn mọi người đã được 7.000 lượt thích rồi. Thêm drop shadow cho cái phần nắp gấp này nha, luôn nha. Mọi người đang có reference từ những cái thành phần thật khi mà mình rẽ vẽ vào ấy, thì cái đường shape của mình nó sẽ ok hơn. Rồi, đối với những cái đám mây này thì mình sẽ sử dụng tông màu vàng và mình sẽ vẽ dựa trên những cái hình tròn và mình gom lại những cái cục hình tròn này nó thành những cái đám mây như thế này. Nhưng mà những đám mây này đang thiếu sắc độ cho nên là hiện tại mình cần phải thêm vào và điều chỉnh lại về cái phần ánh sáng cho nó chính xác hơn nha. Nhưng mà người thấy những cái đám mây này thì sẽ có những cái phần hình tròn ám màu xanh để cho thấy là nó hòa hợp với cái phần nền như thế nào. Mình sẽ cần điều chỉnh lại vị trí của những cái phần tỏa tròn này để cho nó phù hợp hơn nha. Như mọi người thấy, hướng ánh sáng của mình là từ trái qua nên là cứ như vậy thì mình sẽ tô màu cho những cái cục tròn này thôi. Và đồng thời cũng xác định là thứ tự trước sau của những cái hình tròn này nữa. Thank you.
nhiều khi mọi người đặt blur, độ pixel của nó cao quá so với cái bản vẽ của mọi người á, thì độ nhòe nó gần như là mọi người sẽ không thấy nhòe luôn. Và như vậy thì chúng ta sẽ cần phải hạ Gaussian blur xuống cho phù hợp với cái eyeball của mình. Sao từ trụ điện này lên trên những đám mây luôn nha. Nhớ điều chỉnh vị trí của cái phần dây điện này, nó nằm sau những đám mây nha mọi người. Và mình sẽ để chế độ là overlay. Rồi dán và sau đó điều chỉnh đường path thì mình sẽ được thêm một phần dây điện mới thôi. Mình để chung nó trong cái group trụ điện nữa. Đây là các chùm sao mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ thêm chúng vào phần dây điện này. Cứ copy từ từ sang thôi. Mà điều chỉnh mấy cái phần này á, để cho nó gần với dây điện của mình hơn một tí. Tổng quan xương xương vậy là cũng gần xong rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cần phải thêm những cái bọt nước vào trong phần nắp. Chưa kể là mình cũng phải thêm những cái bọt nước vào ở trong cái phần nước này luôn, vì những cái bọt nước này đang có màu hồng là chủ đạo nên là mình phải đổi nó sang thành màu xanh và sử dụng màu xanh cho cái phần dưới này thì nó sẽ phù hợp nha. Copy ra cho nó nhiều nhiều hơn nha mọi người. Và như mọi người thấy thì mình sử dụng chế độ screen cho các mọt nước này. Mình sẽ thêm phần má hồng
sẽ điều chỉnh lại cái đường bát này cho nó sát với cái phần miệng của cái cục trân châu này hơn. Để điều chỉnh thì mọi người cần nắm vững về cái anchor point. Nhiều khi mình chỉ cần điều chỉnh handles là được, nhưng mà có một số cái thì mình cần phải bỏ luôn cái point đó và thêm một cái point khác mới dễ điều chỉnh hơn. Ở đây mình base luôn cả cái group nước vào trong cái phần ống hút. Và mình để chế độ hòa trộn cho nó phù hợp và nó lẫn vào trong cái phần ống hút. Cái phần này thì mình sẽ qua Photoshop và xử lý lại thêm cái phần ripple, blur. À không, gọi là motion blur mới đúng chứ. Vậy là gần xong rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ video của mình nha. Xong rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những buổi live tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người. Đừng quên follow và subscribe kênh Rachel Lismarvel nếu mọi người thích video ngày hôm nay của mình nhé. Chào tạm biệt.